Phát Nguyễn mến chào tất cả quý vị. Hôm nay mình vừa mới sắm được một ít vật dụng để chuẩn bị cho mùa trồng cây năm 2022. Bắt đầu từ tháng 2 thì mình lên kế hoạch để làm vườn từ từ được rồi. Thì mình thấy thiếu dụng cụ làm vườn cho nên là mình đi mua sắm. Thì mình sắm được một vài thứ, người ta giao hàng tới nhà rồi, mở ra được hết một cái nhà kính rồi thì mới nhớ lại là nên quay video để tất cả mọi người ai yêu vườn có thể tham khảo luôn. Tại vì khi mà mình sử dụng những cái sản phẩm này thì chắc chắn sẽ có người quan tâm hỏi. Thì thôi thì bây giờ mình mở hết những cái này ra để cho mọi người cùng xem, cũng như là lắp thử cái nhà kính mini vào coi nó như thế nào. Những cái sản phẩm này mình quay cho mọi người xem chỉ mang tính chất cho mọi người tham khảo thôi, chứ mình không có quảng cáo bán sản phẩm nha quý vị. Đây là cái nhà kính. Cái đây là cái nhà kính nè. Cái này lần đầu tiên mình mua, tại vì mình thấy ươm cây ở trong nhà đó nó không có đủ ánh sáng thì nó không có tốt cho cây. Nó cũng chậm phát triển và cũng như là nó choáng diện tích ở trong nhà, thành thử ra mình mua cái này để mình thử mình ươm cây ở ngoài ban công coi coi năm nay nó phát triển như thế nào. Mình thấy cái này nó cũng vừa với cái ban công của mình, chiều dài này nè thì nó là 3 m, chiều cao lên là 8 tấc và cái chiều ngang này thì là 1 m. Ở đây chỉ sử dụng cho ươm cây được thôi, hoặc là mùa đông mình có thể để những cái chậu cây ở trong đây thì nó vừa với những cái chậu cây có kích thước tới 8 tấc ha, 7 tấc ha. Thì cái chiều này tới 8 tấc thì chậu cây lên khoảng 8 tấc là mình có thể giữ trong cái nhà kính này được. À, nhưng mà cái nhà kính này thì nói chung là cái chất liệu của nó rẻ tiền đó, cho nên là nó không có chịu được tuyết, mà gọi là tuyết dày thì người ta không có bảo đảm, chỉ chịu được rét, chịu được nắng gió lạnh thôi đó. Thì cái ban công của mình có mái che ở trên á, mình thử ra là mình mua cái này mình xài thử. Bây giờ mình tiếp tục mình mở những cái sản phẩm khác ra để cho mọi người xem luôn trước, rồi mình mới lắp cái nhà kính cuối cùng nha. Cái đây là chậu ươm cây. Đây nó gồm có 150 cái chậu. Chậu kích thước nhỏ nhỏ như thế này nè. Chậu này nó có kích thước là 7 cm vuông. Và chiều cao của nó là 8 cm, 8 cm, 7 cm vuông. 19,32 €. 19,32 € 150 cái chậu, mình thấy cũng rẻ đó cho nên mình mua. Để mình mở ra coi. Chậu này cũng 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 được chứ không có dày lắm. Tại vì nó rẻ quá mà. Nhưng mà mình xài xong rồi mình rửa cho sạch sẽ lại thì chắc cũng xài được vài năm á. Mình nghĩ là như vậy. Còn ở đây cũng là những cái khay ươm cây, nhưng mà nó giống kiểu như nhà kính, nó giống kiểu nó kết hợp với nhà kính để trời lạnh đó thì nó giữ ấm được tốt hơn đó. Một cái set như vậy là nó bán ba cái khay giống như vậy nè quý vị.
Cái này mình tháo phải cẩn thận ha, tại vì cái này những cái sản phẩm này mình mua những cái sản phẩm rẻ tiền, cho nên đương nhiên là chất lượng của nó không có giống như hàng mắc tiền nha quý vị. Mình tiết kiệm nên cho nên là mình chọn những cái sản phẩm nào rẻ nhất mình mua đó. Đó, nó gồm 3 cái. Ở đây là khay chứa nước, rồi cái này để lên nè. Tại vì ở đây nó có lỗ nè. Ở đây có lỗ nè, thành thử ra là khi mình tưới nước á, nó sẽ chảy xuống, thì ở đây có luôn cái khay hứng nước luôn. Cái này bằng nhựa hết nhưng mà nó mỏng chứ nó không phải dày như quý vị nè, nhìn mọi người nhìn là nó mỏng ha, nhưng mà mình thấy là cũng xài cũng được chứ không, mình nghĩ là không đến nỗi nào mà sạn lần là nó hư đâu, mình cẩn thận thì chắc cũng xài được vài năm. Khi mà mình ươm cây ở trong đây nè thì mùa đông cái này nó giữ ấm giống như là cái nhà kính luôn, cái này là coi như là cái khay ươm nhà kính mini. Ở đây có hai cái nắp đậy nữa nè. Đó, một cái set của nó bán như vậy là ba cái như vậy thì để coi giá nhiêu ta, mình ghi ra đây rồi, 16 đồng 90, 16,90 euro ba cái này, mình thấy nó rẻ đó, cho nên là mua thử được 50 cái, một cái như vậy được 50 cái thì ba cái này mình được 150 cây giống ha, 150 cây con. Còn cái nhà kính này thì mình mua là 42,90 euro. Cái này là giá chưa có bao gồm tiền vận chuyển nha quý vị. Còn ở đây là thùng nhựa. Cái thùng này không phải là chậu trồng cây. Cái thùng này thực chất ra nó là chậu xây dựng để mọi người mà làm trong ngành xây dựng đó thì sử dụng cái chậu này để đựng hồ, đựng này đựng kia, nhưng mà là mình thấy cái này nó rẻ hơn rất là nhiều so với mình mua chậu trồng cây, cho nên là mình mua cái này về rồi mình khoan lỗ, chịu khó khoan lỗ ở bên hông hoặc là khoan lỗ ở dưới đít này để trồng ha. Một cái như vậy á, để mình mở ra nha. Cái này mình mua 10 cái. Cái thùng nó như thế này. Kích thước của nó là chiều ngang này. Mình tính đo phủ luôn nha mọi người. Mình đo phủ luôn là chiều ngang nó là 39. 39 cm, chiều dài nó là 70, 7 tấc 3 tấc 9, chiều cao này nó là 2 tấc 1, thì 10 cái thùng này mình mua cộng luôn với lại tiền ship 6 đồng mấy tiền ship á, tiền vận chuyển á, cộng vào luôn là chẳng 50 euro, thì mình chỉ nhớ là mình trả chẳng 50 euro thôi chứ mình không có nhớ lẻ từng cái chính xác là bao nhiêu. Từng cái thì hình như là 4,79 hay là 4,75 euro gì một cái thùng á, nếu mà mua lẻ. Còn nếu như mà mình mua chẳng 10 cái thì họ giảm xuống còn là 4,30 mấy euro một cái á.
Bây giờ mình dọn dẹp cái chỗ này rồi mình lắp cái nhà kính thử nha. Bỏ mấy cái này. Này là ni lông để phủ nè. Đây là những cái thanh sắt để định hình cho nhà kính. Thì người ta đã sơn chống sét rồi. Cái này là không có bị sét. Còn ở đây là những cái đầu nối. Đầu nối những cái thanh sắt lại với nhau á. Trong cái tờ giấy này nó có hướng dẫn lắp ráp để đỡ mất thời gian mọi người, vì mình nghĩ là lắp ráp này mình mò mò cũng hơi bị lâu á, cho nên là để mình lắp ráp gần xong rồi mình sẽ cho mọi người xem cái thành phẩm ha. Cái khung mình vừa lắp xong rồi, bây giờ còn phủ ni lông lên nữa là xong. Ở ngoài trời lạnh quá cho nên mình không có đem ra ngoài mình lắp thử. Mình phải lắp ở trong nhà. Do đó cái không gian ở trong nhà nó hơi hẹp á, khó nhìn thấy. Mọi người thông cảm nha. Nhà kính sau khi mình đã lắp xong rồi nè quý vị, nó như thế này. Nhà kính này chiều dài là 3 mét cho nên nó sẽ có 3 cái cửa để cho mình dễ đưa cây vào á, chứ mình không có chui lọt vào trong đây được. Do đó mà ở đây mỗi 1 mét như vậy là có một cánh cửa. Đây. Thì khi mở cửa ra thì mình cuộn lên. Rồi mình cột dây lại. Rồi. Xong rồi mình bỏ cây cối vào trong này. Mọi người nhìn thấy đây một cái cửa ha, ở đây một cái cửa ha, rồi phía bên kia một cái cửa nữa kìa. Mỗi một mét như vậy là nó có một cái cửa. Khi mà mình bỏ cây vào hay mình muốn chăm sóc gì thì mình mở cửa lên. Xong rồi khi mà mình làm xong rồi thì mình kéo dây kéo lại như cũ. Bác Nguyễn chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã xem. Nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký theo dõi kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.